Huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách U23 Việt Nam có tên hậu vệ Đình Trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết châu Á 2020 sau buổi tập cuối cùng tại Bangkok trước khi di chuyển đến Buriram để tham gia trận chiến đầu tiên. Trong danh sách 23 cầu thủ có cái tên của hậu vệ Đình Trọng, người được khán giả hâm mộ sân cỏ hy vọng có thể ra sân sau những nghi vấn có thể bị loại tên vì bị chấn thương trong một thời gian dài trước đó. Theo danh sách được huấn luyện viên người Hàn Quốc chốt cuối cùng, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu U23 châu Á 2020 là tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Đây được xem là một quyết định không có nhiều bất ngờ vì hai cầu thủ này hiện đang là những phương án dự phòng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào ba cầu thủ đang dính chấn thương và có những biểu hiện phục hồi tốt là Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã công bố số áo của từng cầu thủ trong danh sách 23 cầu thủ mang màu cờ sắc áo Việt Nam chiến đấu trên đất Thái ở mùa giải U23 châu Á 2020. Người hâm mộ môn thể thao vua cũng đã đưa ra những cái tên trong đội hình tối ưu. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ cuối cùng theo sơ đồ 3-5-2, trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại U23 châu Á năm 2020 sẽ gặp đội tuyển U23 UAE tại bảng D vào ngày 10 tháng 1 tới đây. Đây là Flash News, nơi cập nhật tin tức nhanh từ Tuổi Trẻ Việt TV. Hãy subscribe kênh cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổitrẻviet.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.